Mở đầu chương trình tâm sự ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn lắng nghe dòng tâm sự có thơ đây. Bạn trai của em gái vừa bước vào nhà, bố tôi tức giận lên cơn đau tim. Nói xong, bố ôm ngực và ngất ngay trên sofa. Ngày em gái đưa bạn trai về ra mắt, tưởng là ngày vui, nào ngờ bố tôi phải nhập viện cấp cứu. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Vì muốn có một tương lai tốt đẹp, nên ngay từ nhỏ tôi đã ý thức được việc học rất quan trọng với bản thân. Nếu như không có học vấn thì cuộc đời này sẽ tăm tối và nghèo khổ. Vì thế suốt thời gian đi học, tôi đã luôn cố gắng học tập thật tốt. Tôi cũng hiểu được một cô gái muốn có được cuộc sống tốt thì không thể nào dựa vào người khác được. Chính vì thế tôi tự làm tất cả mọi việc trong nhà, từ nấu ăn đến giặt quần áo rồi lau dọn nhà cửa. Trái ngược với sự siêng năng chăm chỉ của tôi là sự lười biếng của đứa em gái tên Xuân. Ngoài ăn rồi học ra, em ấy không bao giờ động tay vào việc gì cả. Mỗi lần tôi bắt em gái làm việc thì em toàn tìm cách để trốn việc. Nhiều lần chị em tôi cãi nhau rất lớn về chuyện làm việc nhà. Thế nhưng bản tính lười biếng đã ăn sâu vào da thịt của em ấy, nên tôi nói như thế nào em cũng không chịu nghe. Xuân còn mạnh miệng trả lời tôi rằng: "Em có ngoại hình xinh đẹp, sau này sẽ lấy đại gia, trong nhà sẽ có kẻ hầu người hạ, không cần phải động thai vào việc gì. Vì thế, nhiệm vụ bây giờ của em chỉ là giữ gìn sắc vóc thật đẹp, còn những việc khác em không bận tâm." Và rồi, do những nỗ lực không ngừng nghỉ của thời trẻ, cuối cùng tôi cũng gặt hái được thành công đúng như mong muốn. Chồng tôi tuy không phải đại gia, nhưng mỗi tháng anh kiếm được hơn 100 triệu. Chưa cưới mà anh đã mua nhà riêng và có vài suất đất. Điều quan trọng nhất là anh rất yêu thương và tôn trọng vợ. Ngày Xuân vào đại học, chồng tôi đã nhắc nhở tôi đưa em gái đến sống cùng cho đỡ tốn tiền phòng trọ. Chồng tôi còn chủ động nói với bố mẹ vợ: "Xuân ở nhà con thì bố mẹ không cần phải gửi đồ ăn hay tiền nong gì cả. Chúng con sẽ lo hết tiền học và chuyện ăn uống của em. Bố mẹ cho con người vợ tuyệt vời như thế, con biết ơn lắm. Được giúp đỡ gia đình vợ là điều hạnh phúc của con." Những lời nói có cánh của chồng làm tôi rất cảm động và hãnh diện về anh. Sau khi ra trường, tôi khuyên em gái nên tìm kiếm một người đàn ông phù hợp để yêu. Thế nhưng Xuân nói: "Những năm qua em đi tìm kiếm nhiều lắm rồi mà chưa thấy ai vừa mắt. Em muốn tìm một người bạn trai vừa có tiền, vừa có ngoại hình và tốt tính giống như anh rể. Nếu như không tìm được người đàn ông như thế, em sẽ sống một mình." Tôi hiểu được mong muốn của em gái và luôn cầu chúc cho em sớm tìm được một nửa của đời mình. Và rồi, tuần vừa rồi, bố mẹ ra phố chơi với con cháu. Xuân bất ngờ thông báo là sẽ đưa bạn trai về ra mắt. Năm nay em gái đã 28 tuổi, gia đình tôi mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Thế nhưng, bạn trai của Xuân vừa bước vào nhà thì chồng tôi tức giận lao đến nắm cổ áo của đối phương và nói: "Cậu đã có gia đình, vợ con đề huề mà còn lén phén với em vợ của tôi. Tôi sẽ gọi điện cho vợ cậu đến đây để xem bộ mặt khốn nạn của cậu." Cứ nghĩ người bạn ấy sẽ biết sợ, nào ngờ anh ta còn thách thức chồng tôi, bảo chồng tôi cứ tự nhiên. Anh ta còn khẳng định vợ chồng đã ly hôn được hơn năm nay và đang đợi khi nào con tròn 36 tháng tuổi thì sẽ làm thủ tục ly hôn. Bố tôi tức giận chỉ thẳng mặt Xuân và nói: "Bố mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, thế mà con lại đi phá hoại gia đình của người khác. Bố không chấp nhận có một đứa con gái là con giáp thứ 13, mất mặt lắm." Sau khi nói xong, bố ôm lấy ngực và ngất ngay trên sofa. Ngày em gái đưa bạn trai về ra mắt, tưởng là ngày vui, nào ngờ bố tôi phải nhập viện cấp cứu.
Mấy hôm nay bố tôi đã xuất viện, sức khỏe của bố cũng đã tốt hơn, nên bố gọi Xuân đến để nói chuyện. Bố khuyên em gái chia tay bạn trai và tìm một người khác phù hợp hơn để lấy. Thế nhưng bố tôi nói kiểu gì thì em ấy cũng bảo là muốn chờ đợi người bạn đó ly hôn xong rồi sẽ tiến đến đám cưới. Gia đình tôi đang đau đầu, không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Dòng tâm sự thứ hai, xấu hổ vì chồng luôn khoe ảnh sống ảo, hạnh phúc trên Face. Chồng tôi thường xuyên ghen tuông vô cớ. Chỉ cần tôi nói chuyện hay đi cùng đồng nghiệp khác giới là anh ấy tra hỏi, giận dỗi, thậm chí là mạt sát với những lời lẽ không thể nào chấp nhận được. Thế nhưng anh ấy lại thích lên Face rồi khoe hạnh phúc và táp tên tôi vào. Gia đình tôi lục đục đã lâu, chung nhà nhưng gần như không hề nói chuyện. Đêm đến thì vợ chồng đồng sàn dậy mộng. Tôi đã tính đến chuyện để hai con lớn một chút rồi sẽ chia tay. Chứ sống như thế này tôi cảm thấy vô nghĩa và quá ngột ngạt. Để các con vui, chúng tôi thường xuyên đưa các con đi du lịch và đi ăn uống. Mỗi lần như thế, chồng tôi rất thích chụp ảnh. Và các con tôi cũng vậy, bắt bố mẹ phải chụp ảnh chung với nhau. Nên tôi phải cố gắng chiều theo các con, nhưng trong lòng tôi thật sự không muốn. Chồng tôi thường post ảnh gia đình và ảnh chụp của hai vợ chồng lên Facebook với những dòng status mùi mẫn của một gia đình viên mãn. Tôi cũng có Facebook nhưng ít khi nào đăng thông tin, nó chỉ để phục vụ cho công việc. Mỗi lần thấy chồng đưa ảnh hai vợ chồng tôi lên Facebook, tôi rất ngại ngần và xấu hổ nhất là khi có rất nhiều người vào comment tán dương, khen chồng tôi chiều vợ và thương con. Không phải tự nhiên mà cuộc sống của vợ chồng tôi lại trở nên xa cách như hiện nay. Chồng tôi ở ngoài và trên Facebook luôn tỏ ra là một người chồng mẫu mực, có nhiều bạn bè và được yêu quý. Nhưng đối với vợ thì anh ấy lại khác hẳn. Anh thường xuyên ghen tuông vô cớ. Chỉ cần tôi nói chuyện hay đi cùng đồng nghiệp khác giới là anh ấy tra hỏi, giận dỗi, thậm chí mạt sát vợ với những lời lẽ mà không ai có thể tưởng tượng được. Nó lại thoát ra từ miệng của một người luôn tỏ ra lịch sự, hòa hà nhã như vậy. Tôi thật sự rất mệt mỏi khi phải sống với một người đàn ông như thế. Nên dần dần tôi không còn tình cảm với chồng, tôi chỉ muốn được yên thân. Đã có vài lần tôi nhắc nhở chồng đừng đưa ảnh gia đình hạnh phúc lên Facebook, bởi vì nó không phải là thực tế và tôi cũng không muốn điều đó. Thế nhưng anh trừng mắt rồi quát tôi. Anh bảo đó là Facebook cá nhân, tôi không có quyền can dự. Tôi không tranh cãi với anh nữa, nhưng tôi cảm thấy rất xấu hổ và chỉ mong sớm dứt khỏi được người đàn ông tốt với cả thế giới nhưng không ra gì với vợ. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.